Đây là bài 19 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng một cối quán tam thế. Đi 19 课. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Anh thì sao? Nì nó. Uống cà phê. Khơ cà phê. Mai gặp lại. Mình thiên diện. Hôm nay thứ mấy? Chín thiên sinh chi chỉ. Thứ ba. Sinh chi ar. Thứ tư. Sinh chi san. Thứ hai. Xin chi. Đây là bố em. Zhe shi wo ba ba. Zhe shi wo ba ba. Sexy. Shenme shu. Bạn con. Wo peng you. Cháu chào chú. Shu shu hao. Rất vui được quen biết các bạn. Hen gao xing ren shi ni men. Bọn mình cũng vậy. Wo men ye shi. Hoan nghênh. Hoan yính. Được ạ, cảm ơn. Hào đơ, xie xie. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đều. Tâu. Tâu. Đều rất bận. Tâu khẩn máng. Tâu khẩn máng. Đều uống cà phê. Tâu khơ cà phê. Tâu khơ cà phê. Đều ở ngân hàng. Tâu zài yín háng. Tâu zài yín háng. Đều đi bưu điện. Tâu chù yếu chú. Tâu chù yếu chú. Đều về trường. Tâu huế xuế xào. Tâu huế xuế xào. Đều rất vui. Tâu khẩn cao xịn. Tâu khẩn cao xịn. Đều là bạn mình. Tâu sư wo peng you. Đều là bạn mình. Đều không phải sách của mình. Đều không phải sách của mình. Đều không phải sách của mình. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ học. Chuế. Chuế. Học tiếng Trung. 学中文, 学中文, 学汉语, 学汉语, học cái gì? 学什么? 学什么? Không học. 不学, 不学, không học tiếng Trung, 不学中文, 不学中文,
不学汉语。đều học, đâu学, đều không học, đâu不学, đều học tiếng Trung, đâu学中文. Đâu学中文，都学汉语，都学汉语. Các bạn đều học tiếng Trung à? 你们都学中文吗？你们都学中文吗？ Không phải, mình học tiếng Trung. 不是，我学中文。不是，我学中文。 Lâm học. A Lín学. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ tiếng Anh. Yên vấn. Yên. Yên. Vấn. Vấn. Yên vấn. Yên vấn. Yên ngữ. Yên. Yên. Yữ. Yữ. Yên ngữ. Yên ngữ. Tiếng Anh rất khó. Yên vấn hẳn nán. Yên vấn hẳn nán. Yên ngữ hẳn nán. Yên ngữ hẳn nán. Học tiếng Anh. 学英语，学英语，学英文，学英文。 Đều học tiếng Anh. 都学英语，都学英语，都学英文。 都学英文. Các em đều học tiếng Anh à? 你们都学英文吗? 你们都学英文吗? 你们都学英语吗? 你们都学英语吗? Lâm. A Lín. Lâm học tiếng Anh. A Lín xuế yên ngữ. A Lín xuế yên vấn. Các em đều học tiếng Trung à? Hãy dùng từ lịch sự. Nì mần đâu xuế trung vấn mà? 你们都学中文吗? Không phải, em học tiếng Trung. 不是，我学中文。不是，我学中文。 Lâm học tiếng Anh. An Lý xuế yên vấn. A Lín xuế yên ngữ. Bài học này đến đây là hết.